Dạ vâng, chào các bác ạ, là em Thành Ô Tô. Thì trên tay em đây đang là cái bảng giá lăn bánh của những chiếc xe VinFast VF8 các phiên bản là Eco và bản Plus. Thế thì hiện tại tại đại lý VinFast Hải Dương của chúng em thì sẵn xe giao ngay những chiếc xe đó là VinFast VF8 bản Eco màu cam, đỏ, đen, trắng, xanh. Đây là những cái màu sẵn xe giao ngay tại VinFast Hải Dương chúng em. Hiện tại chiếc VinFast VF8 bản Eco này, nếu như chúng ta mua lại cái suất đặt cọc tiên phong thì chiếc VinFast VF8 bản Eco lăn bánh biển tỉnh chỉ có 915 triệu đồng ạ. Và vẫn còn full ưu đãi đặt cọc của người tiên phong, bao gồm cả gói voucher du lịch nghỉ dưỡng cho 4 người trong 7 ngày 6 đêm ạ. Vâng, cực kỳ là hấp dẫn rồi đúng không ạ? Vâng, 915 triệu là lăn bánh được chiếc VinFast VF8 bản Eco theo cái suất đặt cọc của người tiên phong, vẫn full ưu đãi các bác nhé. Và giá thuê pin vẫn là cái mức giá cực kỳ là hợp lý rồi. Vâng, 2,2 triệu cho không giới hạn km, gọi là gói cố định nhá. Tức là 2,2 triệu là chúng ta có thể đi tẹt tên tên đó ạ. Rồi, với lại một cái mức ưu đãi cực kỳ tốt, nếu mà chúng ta mua đứt pin chỉ có 176 triệu là chúng ta có thể sở hữu cả cái quả pin của chiếc VinFast VF8 bản Eco này luôn. Vâng, với cái mức đi được quãng đường là khoảng tầm 400 km cho một lần sạc trên một chiếc VinFast VF8 bản Eco như thế này thì phải nói là rất là hợp lý. Hiện nay thì trạm sạc đã phủ sóng gần như là đầy đủ tất cả các tỉnh thành rồi, thì các bác hoàn toàn có thể yên tâm khi mà chúng ta di chuyển đến bất kỳ vị trí nào trên cả nước này, bất kỳ tỉnh thành nào chúng ta đều có cái trạm sạc rồi. Và ngược lại thì hãng lại tặng thêm cho các bác một cái gói củi sạc di động, ạ, rất là yên tâm đúng không ạ? VinFast VF8 bản Eco thì vẫn trang bị là la răng như thế này đây. Còn đâu là bản Plus thì nó lên la răng nhìn nó đẹp hơn và nhìn nó khỏe khoắn thể thao hơn. Đấy. Bản Eco thì chưa được trang bị cửa sổ trời, chưa được trang bị cốp điện đá cốp, chưa được trang bị là những cái ốp chi tiết bên trong mạng chrome, và trang bị là chỉ có 8 loa thôi. Ghế thì vẫn là ghế da tổng hợp. Đấy. Giá thành lăn bánh là 915 triệu đồng cho biển tỉnh, và lăn bánh tại thủ đô Hà Nội thì là sẽ 935 triệu thành Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh các bác nhá. 935 triệu đồng ạ. Một mức giá cực kỳ là hợp lý cho một chiếc xe thuộc phân khúc SUV hạng D. Vâng. Còn bên cạnh đây là một chiếc VinFast VF8 bản Plus. VF8 bản Plus thì em sẵn xe giao ngay các màu như là màu đỏ này, màu xanh VinFast này, màu trắng này, màu đen này, và màu cam nhá, màu xám em cũng có nhá các bác nhá. Bất cả màu gì giao ngay em đều có cả. Đấy, VF8 bản Plus thì hiện tại lăn bánh xuống đường tại khu vực biển tỉnh sẽ rơi vào 1,095 triệu đồng cho khu vực biển tỉnh cũng như là thành phố trực thuộc trung ương, Hải Phòng, Quảng Ninh là cũng như nhau thôi. 1,095 triệu đồng, một mức giá là cực kỳ là hợp lý cho những chiếc xe SUV hạng D bản Plus, bản cao nhất đấy ạ. Thì trang bị đến 400 mã lực cho một chiếc xe thì nó rất là khỏe đúng không ạ? Bất chấp tất cả mọi đối thủ luôn. Không ngán một đối tượng nào đúng không ạ? Vọt luôn khi mà chúng ta vượt công. Khi mà chúng ta đi đường chúng ta vượt công hay là chúng ta vượt những chiếc xe dài, đó là cũng là một trong những khi mà một chiếc xe sở hữu một cái mã lực nó khỏe thì sẽ giúp cho các bác rất là an toàn khi chúng ta vượt xe. Chứ nếu mà chúng ta cứ đi ngang ngang tầm với lại những chiếc xe container thì thực sự là quá là nguy hiểm đúng không ạ? Rồi, hôm nay em sẽ vào bên trong nội thất để cho các bác trải nghiệm qua nhé. 1,095 triệu lăn bánh khu vực biển tỉnh, lăn bánh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1,115 triệu đồng. 1,115 triệu đồng cho chiếc VinFast VF8 bản Plus. Bên trong nội thất sẽ có tùy chọn 4 màu nội thất: màu đen, màu nâu, màu xanh VinFast và màu be. Đối với lại bản Plus thì đã được trang bị là da nappa và trang bị là ghế chỉnh điện 12 hướng, cốp điện đá cốp. Đấy. Những cái ốp chi tiết này là mạ chrome và nhôm phay nguyên khối ở táp lô, ở táp ly. Đấy. Khoang nội thất là vô cùng là rộng rãi các bác nhá, mang lại cho chúng ta một cái trải nghiệm tốt hơn khi đi chiếc xe VinFast VF8 bản Plus này. Đấy. Bản Plus và bản Eco đang chênh nhau 180 triệu và nó được trang bị thêm là cửa sổ trời,
và trang bị thêm đối với chiếc VF8 và Plus đó là hệ thống loa giải trí là 10 loa các bác nhá. Nghe nhạc rất là phê luôn. Rất là phê luôn ạ. Thế thì các bác nào có nhu cầu quan tâm đến những chiếc xe VinFast VF8 này thì hãy nhanh tay nhanh chân liên hệ ngay với em Thành Auto theo cái số hotline là 0979188958 để được hỗ trợ tư vấn. Chiếc xe này thì em hỗ trợ vận chuyển cũng như là hỗ trợ trả góp trên toàn quốc. Các bác trả góp chỉ cần trả trước cho em 100 triệu đồng là có thể sở hữu được chiếc xe VinFast VF8 này rồi. 100 triệu đồng thôi ạ. 100 triệu đồng là chúng ta có thể sở hữu được siêu phẩm VinFast VF8 này rồi. Hãy nhanh tay nhanh chân lên đi ạ. Vì những chiếc xe này thì hiện tại đang có những còn những cái suất đặt tiên phong nên nó mới có giá tốt như vậy. Đấy. Và bây giờ thì có lẽ là em Thành Auto xin phép chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip tiếp theo. Em xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.